nay chúng ta cùng review tuyến đường đầy hoa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây là những hoa Quỳnh Anh nở rất đẹp vào buổi chiều hoàng hôn chiều tà trên những cung đường đầy hoa như thế này, và lắng nghe những tiếng âm thanh vang dã thì những chú khách anh đường chú nhái sẽ chiều nằm. Chúng ta tăng thêm một nỗi nhớ về gia diết. Đây là một điểm đồng về khu huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây là con đường thạch lão nằm xuyên sâu đi vào lòng hồ từ thị trấn Hậu Giang đi ra đến bến đò 13, đi ra đường Trần Hưng Đạo để nối về thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tuyến đường hôm nay chưa có đèn đường nhưng được trồng những hoa trang trí của hoa Quỳnh Anh rất là đẹp. Hoa Quỳnh Anh là một loại hoa nở quanh năm, màu vàng lấp lánh. Chúng ta cùng thưởng thức và tận hưởng những cung đường đẹp vào những ngày đầu năm. Rất đẹp. Đây là mùa búp. Đúng là tiếng đường nên thờ. Ta có thể nghe rõ những tiếng ếch, những tiếng anh ương, tiếng nhái kêu, buổi hòa nhạc của thiên nhiên. Rồi chúng ta tiếp tục đi thưởng thức vẻ đẹp trên tuyến đường này. Mời các bạn theo mình đi tiếp nhé. Vẻ đẹp thì chúng ta cùng tập trung và tận hưởng. Coi những cây xinh đẹp, thoải mái. Và đây mình cũng xin kết thúc video ở đây.
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh MTA TV của mình. Chúc các bạn có ngày đầu năm thật vui vẻ, thư giãn, thoải mái. Chào và hẹn gặp lại các bạn.